Catholic xin kính chào quý cha và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng mùa chay là một hành trình tập luyện thiêng liêng cao độ với ba việc thực hành, sám hối, rất thân thuộc với truyền thống Kinh Thánh và Kitô hữu, cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Để chuẩn bị, chúng ta cử hành tốt hơn lễ phục sinh là đỉnh cao của niềm hy vọng Kitô giáo. Kính thưa quý cha và anh chị em, trong tinh thần đó, chúng tôi là Thúy Hồng, phóng viên Việt Catholic, xin giới thiệu với quý cha Linh mục nhà văn Nguyễn Trung Tây. Ngài sẽ trình bày với chúng ta những suy tư của Ngài về mùa chay và niềm hy vọng của chúng ta. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và kính chào quý vị. Nói tới hy vọng, bỗng dưng tôi nhớ lại một khoảng thời gian dài tôi bị vướng vào đời sống tù đầy. Vào năm 1979, khi đó mới 17 tuổi, tôi bị bắt sau một lần vượt biên thất bại. Tôi bị còng tay đẩy vào căn nhà đá của trại tù Gò Công. Sau khi cánh cửa sắt của căn xà lim đóng lại, tôi thất vọng nằm lăn ra trên nền gạch của căn phòng hôi thối bẩn thỉu. Tôi nghĩ tới bị tra khảo, tới mất tự do. Người ta nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Tôi tiếc nuối cho giấc mơ về một vùng đất mới với bao nhiêu đèn đường rực rỡ, với một tương lai huy hoàng. Tôi thở dài bởi tôi biết giấc mơ và vùng đất hứa giờ này đã hoàn toàn bốc hơi tan loãng. Bao vây chung quanh tôi lúc bấy giờ là đêm đen của một buổi tối đầu tháng 12. Ánh đèn màu vàng từ phía bên ngoài hiu hắt chiếu sáng một góc nhỏ của căn xà lim tối tăm. Tôi liếc nhìn hai người tù đang ngồi bó gối im lìm như hai xác chết đói khô trong góc căn phòng. Tôi tiếp tục thở dài. Tôi nghĩ chắc mình sẽ không sống nổi trong tình trạng cơ cực của nhà tù. Thật là bất ngờ, tiếng reo hàng tràn đầy sinh lực từ bên ngoài khung cửa sổ vang lên. Giọng cô gái bán bánh ú, bánh tét cao vút vang xa, len lỏi chui vào căn phòng dày đặc, đêm đen bóng tối của căn xà lim. Giọng miền Nam trong trẻo của đời sống bên ngoài bốn bức tường nhà tù, lạnh lót vang dội đêm đen, đã đánh thức cả một bầu trời hy vọng trong tôi. Và thế là hy vọng gặp tràn tâm hồn của người tù nhân 17 tuổi. Tôi ngưng thở dài. Tôi bắt đầu hy vọng. Tôi hy vọng thời gian tù đầy rồi cũng sẽ trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa. Tôi hy vọng mình sẽ không bị nhốt lâu trong căn xà lim ẩm thấp tối tăm với toàn là rệp và chuột. Trong suốt một khoảng thời gian dài nhọc nhằn với trại tù Tiền Giang, sáng nào cũng vậy, những tia nắng mặt trời bình minh ghé ngang qua khung cửa sổ, ân cần hỏi thăm người tù nhân 17 tuổi, xanh xao gầy còm vì đói ăn. Những tia nắng của trời cao trong suốt một khoảng thời gian dài trở thành niềm hy vọng, soi đường dẫn lối cho một khoảng thời gian tăm tối của mất hy vọng trong trại tù. Và bởi hy vọng, tôi sống thoát qua được một khoảng thời gian dài trong trại tù của huyện Gò Công và tỉnh Tiền Giang. Kính thưa quý vị, hy vọng không phải là một danh từ trừu tượng xa lạ. Hy vọng là một danh từ của hiện tại, nhưng lại chỉ về tương lai. Bởi hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, những nhọc nhằn và phiền muộn của ngày hôm nay được xoa dịu và trở nên bớt nhọc nhằn, bớt phiền muộn hơn nhiều. Cuộc sống tù đầy tôi vừa nêu ra ở trên là một thí dụ cụ thể. Bởi tính chất xoa dịu, hy vọng do đó chính là liều thuốc thần có khả năng chữa lành những vết thương của tâm hồn và thể xác. Bởi hy vọng vào tương lai, cách sống của một người trong giây phút hiện tại có thể thay đổi. Tôi thấy có những cặp vợ chồng trên vùng đất mới. Bởi hy vọng con cái của mình sẽ có một mớ kiến thức vững chắc hơn làm hành trang đi vào tương lai. Cho nên họ hy sinh
ngày nắng cũng như ngày mưa, cày hai công việc để có nhiều tiền gửi con mình vào những trường trung học tư thục mắc tiền. Ngày thứ bảy, tuyết đổ cao tới cửa sổ, họ cào tuyết, họ lái xe ra xa lộ vắng tanh đi làm. Ngày chủ nhật, trời đổ mưa rào, họ đội dù đi ra bến xe bus đi làm. Tôi cũng đã gặp gỡ rất nhiều cặp vợ chồng mới cưới. Sau một lần tay trong tay dẫn nhau lên cung thánh, sau khi chung sống với nhau qua một tuần trăng mật, tự nhiên họ nhận ra khuôn mặt của người vợ bây giờ tự nhiên biến dạng. Cũng vẫn khuôn mặt dịu dàng, duyên dáng đó, mà sao bây giờ không còn duyên dáng dịu hiền như ngày xưa. Cũng vẫn khuôn mặt chữ điền, mà sao bây giờ người chồng của mình không còn ga lăng, đi ra mở cửa, đi vô nhường bước cho em như ngày xưa nữa. Bây giờ không còn là mình ơi, hay là em ơi, hay là anh ơi nữa, nhưng mà là cái gì ơi đó. Nhưng bởi hy vọng vào tương lai và hy vọng vào câu tục ngữ chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, vợ chồng mình quen hơi, cặp vợ chồng mới cưới bắt đầu tập chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận những cái nét khác lạ của nhau, và từ từ cả hai sẽ lướt qua được những khó khăn chồng chất của thuở ban đầu. Giuđa đã có một lần trong đời tố cạn láng vào trong canh bạc đời, để rồi khi đứng dậy, Giuđa hoàn toàn tay trắng tay. Nhưng tiếc vô cùng, Giuđa không chấp nhận hòa giải với chính mình, bởi vì anh ta không hy vọng rằng Đức Giêsu thầy của mình sẽ tha thứ cho một lần anh ta yếu đuối. Bởi thế, anh ta đã quay trở lại đền thờ, gặp những thầy thượng tế Do Thái, quẳng trả lại 30 đồng bạc bán thầy. Và sau đó, anh ta đi đâu? Anh ta đi kiếm một cành cây bên vệ đường. Thế là một sợi dây treo lên, một mạng người rớt xuống. Riêng Phêrô thì khác, sau khi chối thầy, để ngang bắt gặp ánh nhìn của Đức Giêsu, Phêrô đã bật tung ra khóc như mưa. Nhưng Phêrô không nối theo bước chân của Giuđa, mà chỉ âm thầm ngồi than khóc, hy vọng đợi chờ vào tia nắng bình minh của ngày mai.